Chính quyền Trung Quốc bác bỏ tin đồn bệnh than xuất hiện ở Sơn Đông làm dấy lên nghi ngờ. Phóng viên thâm quyến bị ngăn cản đưa tin về vụ sập đường ở Vũ Hán. Bến xe lớn nhất miền Bắc Trung Quốc tạm dừng hoạt động do nhân viên đình công. Áo từ chối hãng China Eastern Airlines mở đường bay đến Vienna. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục điểm nóng trên kênh DBC. Thưa quý vị, vừa rồi là những điểm tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Chính quyền Trung Quốc bác bỏ tin đồn bệnh than xuất hiện ở Sơn Đông làm dấy lên nghi ngờ. Thưa quý vị, gần đây một tài liệu lan truyền trên internet cho thấy bệnh than đã bùng phát tại một trang trại chăn nuôi ở thị trấn thất cấp, huyện Dương Cốc, Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, khiến nhiều gia súc tử vong, một người không qua khỏi và nhiều người khác bị nhiễm bệnh. Theo dĩ Epoch Times, vào ngày 1 tháng 8, một thông báo do công ty cổ phần Sơn Đông Liên Nguyên gửi cho tất cả các nhân viên đã được chia sẻ trên Internet. Trong đó ghi rằng, vừa qua, một trường hợp tử vong do nghi nhiễm bệnh than đã xảy ra ở thị trấn thất cấp. Các triệu chứng của bệnh bao gồm nổi mẩn, mụn nước, lở loét, vân vân. Nếu ai có các triệu chứng tương tự, hãy đi khám kịp thời. Ngoài ra thông báo từ cục chăn nuôi và bác sĩ tỉnh Sơn Đông vào ngày 30 tháng 7 yêu cầu cục nông nghiệp và nông thôn Liêu Thành tăng cường công tác phòng chống bệnh than cũng được đưa lên mạng. Thông báo nêu rõ, vào ngày 27 tháng 7, cục nhận được cuộc gọi từ Liêu Thành và phát hiện 4 trường hợp dương tính với bệnh than trong đàn gia súc. Thông báo yêu cầu nếu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện đối với tất cả dê, bò và cừu ở huyện Dương Cốc nếu có trường hợp xét nghiệm dương tính, sẽ bị xử lý dứt khoát theo quy định kỹ thuật về phòng ngừa và kiểm soát bệnh than và ngay lập tức phải tiến hành khử trùng cũng như tiêm chủng. Ngoài ra, Dương Đức Đường, bác sĩ trưởng Bệnh viện Châu Giang thuộc Đại học Y miền Nam cũng đã làm một video phổ biến kiến thức về bệnh than và nhắc nhở mọi người chú ý ông cho biết trong video có những trường hợp lây nhiễm lẻ tẻ ở phía tây bắc hoặc đông bắc trung quốc các trường hợp nhiễm bệnh than gần đây ở sơn đông hơi gây sốc bên cạnh đó có một số cư dân mạng địa phương nắm rõ tình hình cho biết những gia súc bị phát hiện nhiễm bệnh được cho là mang về từ hắc long giang hàng chục con trong số đó đã chết khi đến nơi Tuy nhiên, vào thời điểm đó, sự việc này không được báo cáo mà họ trực tiếp giết bổ số gia súc trên rồi đông lạnh. Sau đó, việc lây nhiễm từ bò sang người xảy ra khiến một số ngôi làng bị phong tỏa. Tầng 4 của một bệnh viện huyện cũng bị phong tỏa. Tin tức trên đã khiến nhiều cư dân mạng lo sợ. Có người bình luận rằng, xin hãy chú ý, trực khuẩn than có tuổi thọ rất dài và mùa khi mắc bệnh tỷ lệ tử vong cực cao. Thật đáng sợ, mấy ngày nay tôi không dám ăn thứ gì cả. Đáp lại, Ủy ban thị trấn thất cấp đã bác bỏ tin đồn trên các phương tiện truyền thông và cho biết hơn nửa tháng trước gia súc trong làng mắc bệnh nhưng chúng đã bị tiêu hủy và chôn cất. Dịch bệnh này không lây truyền sang người. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra nghi ngờ với phản ứng trên của chính quyền địa phương. Một số người bình luận, rốt cuộc thì cũng đã thừa nhận rồi, giá thịt bò rất xuống vực sâu cách đây 2-3 tháng. Tại sao giá thịt bò lại giảm nhanh như vậy? sau thiên tai chắc chắn sẽ xảy ra đại dịch. Phóng viên thông quyến bị ngăn cản khi đưa tin về vụ sập đường ở Vũ Hán. Vào ngày 1 tháng 8, một đoạn video đăng tải trên Internet cho thấy khoảng 2 giờ chiều theo giờ địa phương, một vụ sập đường quy mô lớn đã xảy ra gần nút giao thông của đại lộ Hậu Hồ và đường Văn Bắc ở quận Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán. Mặt đường bị sụp có hình bầu dục, lan can cổng bãi đậu xe gần ngã tư cũng bị nghiêng. Hiện trường sau đó đã được phong tỏa. Một nhân viên trực tại văn phòng quận Tháp Từ Hồ cho biết khu vực sập hơi lớn có thể do công trình tàu điện ngầm gần đó đang thi công gây nên. Sau đó, tập đoàn tàu điện ngầm Vũ Hán đưa tin vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, nước và cát dâng nguy hiểm đã xảy ra trong quá trình thi công đoạn Thạch Trung, quận Giang An của tuyến đường sắt Vũ Hán 12 gây sụt lún mặt đường, không có thương vong xảy ra hay phương tiện nào bị hư hại. Điều đáng nói là sau khi vụ sập đường xảy ra ở Vũ Hán, một phóng viên của The Dut News Thâm Quyến đã phỏng vấn nhân viên của văn phòng quận Tháp Từ Hồ, Vũ Hán và hỏi chi tiết về địa điểm bị sập. Tuy nhiên, nhân viên này đã chất vấn lại rằng anh có nghĩ vấn đề này có thể được đưa tin một cách tự do không? Loại chuyện này không phải anh muốn báo cáo là có thể báo cáo. Tại sao báo Thâm Quyến lại đưa tin về những gì đang xảy ra ở Vũ Hán? vụ việc phóng viên thâm quyến bị nhân viên chính quyền vũ hán chất vấn đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên internet một số cư dân mạng tỏ ra khó hiểu tại sao lại không đưa tin được các vị sợ cái gì sợ dự án chất lượng kém bị vạch trần tại sao báo thâm quyến lại đưa tin về chuyện xảy ra ở vũ hán đó là vì báo chí vũ hán không được phép đưa tin một số người cho rằng những chuyện như vậy không phải là hiếm trong các cơ quan chính phủ trên cả nước. Điều đó cho thấy họ đã quen với việc một tay che trời. Bến xe lớn nhất miền Bắc Trung Quốc tạm dừng hoạt động do nhân viên đình công. Thưa quý vị, nền kinh tế Trung Quốc đang ngày càng suy thoái. Bến xe vận tải hành khách Tây Thái Nguyên được mệnh danh là bến xe lớn nhất miền Bắc Trung Quốc. Cũng phải tạm dừng hoạt động do không có khả năng trả lương dẫn đến nhân viên đình công. Vào ngày 1 tháng 8, một đoạn video đăng tải trên internet Trung Quốc cho thấy, sảnh của bến xe Tây Thái Nguyên vắng tanh, không có một hành khách nào và tất cả các cửa bán vé đều đóng. Cư dân mạng tiết lộ, một số người đến bến xe để mua vé thì phát hiện việc bán vé đã bị dừng. Khi cho hỏi nhân viên bến xe, họ được biết các nhân viên tại bến đã đình công tập thể vì chưa được trả lương. Đoạn video trên đã thu hút được sự chú ý của dư luận. Một số người đặt câu hỏi, người đi xe nếu không trả tiền thì sẽ không lên xe được. Hành khách đều mua vé bằng tiền mặt, sao lại không trả được tiền lương? Vé bán ra ở bến xe thấp hơn nhiều so với số tiền lương phải trả. Đây chỉ là khởi đầu. Trong tương lai, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chứng kiến ngày càng nhiều bến xe, nhà ga, sân bay, trạm tàu điện ngầm và đường cao tốc đóng cửa. Vào ngày 2 tháng 8, giới chức Trung Quốc đã nhanh chóng ổn định dư luận. Nhiều phương tiện truyền thông chính thức dẫn lời một nhân viên bến xe cho biết chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc hôm nay vì tất cả tiền lương đã được trả vào chiều hôm qua. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông khác đưa tin rằng theo nhân viên bến xe chỉ có một nửa số tiền lương được thanh toán. Mặc dù các phương tiện truyền thông nhà nước nói rằng nhân viên đã bắt đầu đi làm lại, nhưng đoạn video mà họ phát vẫn là video về cuộc đình công tại bến xe vào ngày mùng 1 tháng 8 và không có cảnh quay trực tiếp nào sau khi nhân viên đi làm. Trước đó, các nhà xe ở nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc đã tuyên bố tạm dừng hoạt động do gặp khó khăn trong việc vận hành, buộc chính quyền địa phương phải trợ cấp kinh phí cứu trợ. Áo từ chối hãng China Eastern Airlines mở đường bay đến Vena theo Apollo gần đây có thông tin cho biết Áo đã từ chối đơn xin mở đường bay đến Vienna của hãng hàng không Trung Quốc China International. Airlines. Việc xin mở đường bay này đã được báo chí đưa tin vào tháng 4 năm nay. Theo đó, China International Airlines có kế hoạch triển khai hai đường bay đến Riyadh và Vienna. Bây giờ tuyến Riyadh đã được mở nhưng tuyến Vienna lại bị trì hoãn. Lý do áo từ chối China Eastern Airlines là do hãng máy bay này có thể sử dụng không phận Nga, nhưng Air China Airlines lại không thể sử dụng nên điều này đã bị nghi ngờ là cạnh tranh không lành mạnh. Còn có lý do liên quan đến số chuyến bay. Hiện nay có 3 đường bay giữa hai nước nhưng chỉ có một chuyến của hàng không áo đến Trung Quốc nên số lượng chuyến bay của Trung Quốc đã vượt xa áo. Tuy nhiên, vẫn còn một lý do khác, đó là vì Trung Quốc không theo đuổi lợi nhuận khi mở các đường bay quốc tế mới dẫn đến giá vé của Trung Quốc thấp hơn so với nước khác, khiến không bên nào kiếm được tiền. Sau đại dịch, trao đổi quốc tế của Trung Quốc đã giảm sút và thị trường dần nguội lạnh. Tuy nhiên, nhiều hãng hàng không Trung Quốc lại mở nhiều đường bay quốc tế theo hướng dẫn của chính phủ. Điều này đã gây ra tác động tiêu cực trên phạm vi quốc tế hậu quả của việc trung quốc nối lại hoặc tăng các tuyến quốc tế trên quy mô lớn là giá cả giảm sút các hãng hàng không trung quốc không sợ lỗ nhưng các hãng hàng không nước ngoài không thể gánh lỗ vì vậy một số hãng bay quốc tế đã đình chỉ các chuyến bay đến thượng hải nếu Trung Quốc giảm giá vé máy bay trên các tuyến quốc tế, thì họ cần phải bù đắp trên các chuyến bay nội địa. Hiện giá vé các chặng nội địa Trung Quốc vẫn ở mức cao. Ví dụ, cách đây một thời gian, giá thấp nhất ở chuyến Bắc Kinh Thâm Quyến là 1.600 nhân dân tệ, cao gần gấp đôi so với chuyến Bắc Kinh Hồng Kông. Trong bối cảnh các hãng hàng không toàn cầu đều kiếm được lợi nhuận khổng lồ vào nửa đầu năm 2024, ngoài các hãng hàng không tư nhân của Trung Quốc như Spring and Autumn Airlines hay Junayao có lợi nhuận, thì các hãng hàng không quốc doanh lớn của Trung Quốc vẫn thua lỗ dẫn đến tỷ lệ lấp đầy của ngành sụt giảm. Tinh thần không sợ lỗ của các hãng hàng không quốc doanh này tuy mang lại lợi ích khách quan cho người tiêu dùng, nhưng nếu họ không duy trì được thì tương lai có thể sẽ là một mớ hỗn độn. Hiện hãng hàng không của Áo Austrans All Airlines chưa đình chỉ các chuyến bay đến Thượng Hải, nhưng việc Áo từ chối China Eastern Airlines mở đường bay mới được coi là nổ phát súng đầu tiên ở châu Âu. Trước tình hình này, việc các cơ quan quản lý giao thông của nhiều quốc gia trên thế giới dùng lý do không thể sử dụng không phận Nga làm cái cớ để từ chối các hãng hàng không Trung Quốc nhằm tránh vướng vào cuộc chiến giá cả cũng đang ngày càng trở nên phổ biến thông tin vừa rồi đã khép lại trong mục điểm nóng của dbc chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo